What's up, people? So I'm live. Yay! Hello các bạn, có ai lên chơi nhỉ? Chết. Dậy, không cạo râu nhìn. Tạ quá. Xin lỗi các bạn tí nhá, vì con gái mình đang ở phòng bên ngoài cho nên sẽ có một chút tiếng của quần chúng. But it's okay. Bạn chờ mình một chút nha. Hello 15 bạn đã lên đầu tiên. What's up, what's up, what's good, what's good. Ok, yeah, Lê Công Khánh. Chờ mình một chút nha. Mình sẽ share vào cái group Thầy Tùng IELTS. Ok. Nút share đâu nhỉ, share. Các bạn nghe tiếng con mình không? Ôi, Lê Ngọc Ánh muộn 5 phút rồi ạ. Mình xin lỗi. Nhưng mình đã lên rồi mà, come on. Ok, hello. Ôi, Đoàn Sĩ Hùng. Hello chú em, ở bên đấy bây giờ đang là sáng hay là đang là tối em? Đây, mình share to a page nha. Tí nữa. Con cứ chơi nhá. Dạ vâng. Các bạn nghe tiếng con mình không? Các bạn ăn tối chưa? Hôm nay chúng ta sẽ có khá là nhiều nội dung hay. Lúc nãy mình có post một post ở trên group Thầy Tùng IELTS. Có hin một chút, spoiler một chút về cái topic mà hôm nay mình sẽ nói rồi. Đó là sẽ là việc về học tủ. Bạn nào đang xem livestream thì chắc là sẽ biết rồi. Đó. Đây, share về cái group đã nhá. Yay. Ok. Hello cả nhà. Ôi, gần 200 người xem rồi. Mới không học thấy 2 tuần mà thấy khác quá. Khác tốt hay khác không tốt? Tốt đúng không? Em ơi, dạo này công nhận là trông hơi cái bang một tí vì là không không cạo râu. Vợ mình ghét nhất cái trò không cạo râu. Mình nuôi được một tí thôi mình đã rất thích rồi. Anyway. Ok, so, vậy tình hình là tại sao hôm nay mình livestream? Bởi vì là hôm qua mùng 10 thì mình đi thi IELTS. Thi máy thì nó rất là có lợi. Tí nữa mình sẽ nói cho các bạn biết là có lợi ở chỗ nào. Hôm qua mình đi thi máy ở BC. Địa điểm thi là ở AMS, trung tâm tiếng Anh AMS, 96 Lò Đúc. Thì trang thiết bị rất là nice. Nhưng mà cái mình muốn chia sẻ nhiều hơn đó là các cái kinh nghiệm làm bài. Cụ thể là cho bài thi speaking. Bởi vì trước đây thì mình cũng đã share rất là nhiều về các cái kỹ năng khác rồi. Nhưng mà mình muốn tập trung vào speaking hôm nay. Bởi vì cái đề thi hôm qua của mình nó rất là hay. Nó vừa khó nó vừa hay. Cho nên là mình hôm nay mình sẽ cho các bạn một số cái mà kiểu ăn sẵn. Chúng ta học rất là nhanh, chúng ta có thể dùng được luôn. Để vào trong phòng thi speaking chúng ta không bị kiểu cứng họng, chúng ta không bị đơ. Hôm nay sẽ chữa stun. Oh hello anh Đạt. Sup? Hello Suri, it's been a long time. Dạo này thấy bớt đẹp trai rồi. No, come on. Anyway, so hôm nay sau khi hy vọng chia sẻ xong thì Huy sẽ thấy mình đẹp trai hơn. nhưng mà trước khi mình bắt đầu chia sẻ, hôm nay thì chúng ta sẽ chủ đề sẽ là về học tủ. Mình sẽ cho các bạn các cái tủ của mình. Mình hay chuẩn bị cho phần thi part 1, part 2, part 3. Mỗi phần là mình có một cái tủ riêng. Tủ ở đây thì có cái là ăn sẵn luôn, có cái là phải xào xào ở nhà một chút cho nó nhuyễn đã, sau đó đi thi thì mới áp dụng được. Nhưng mà nói chung là hôm nay là chủ đề nó là về tủ. Nhưng trước khi chúng ta vào chủ đề tủ thì mình muốn chia sẻ với bạn một cái từ vựng mà mình rất là thích. Mình chia sẻ với học sinh mình khá là nhiều. Hôm nay vì livestream này là mình sắm luôn cả bảng mới, bút mới, cho nên là anh em phải vào ủng hộ nhiệt tình nhá. Các bạn giúp mình share trên page cá nhân hoặc là group của mọi người thì mình sẽ rất là trân trọng. Anyway, hôm nay chúng ta sẽ học một cái từ mới nhá. Trước khi chúng ta đi vào cái tủ là gì nhá, anh em nhớ ở livestream cho đến cuối mới biết tủ là gì nhá. Anyway, khi mà học một cái từ mới ấy, thì mình không thích các cái từ mà kiểu nhìn nó lạ hoắc, mà mình thích các cái từ mà nhìn nó lạ nhưng mà nó cũng phải có một cái chút gì nó quen quen, tức là nó phải xuất phát từ cái từ mà mình biết rồi. Đấy, thì hôm nay mình hy vọng là cái từ mình chia sẻ là rất nhiều bạn sẽ biết một cái thằng anh em họ nào đó của cái từ này rồi, đó là cái từ này. Các bạn biết từ này gì không? Synonym, biết từ này gì không? Anh em comment xem nào. Synonym, what is a synonym? Rất nhiều bạn biết đúng không? Synonym, bạn nào không biết có thể tra từ điển nhá. Xin đọc bảng xin đọc. Synonym nó có nghĩa là từ đồng nghĩa. Và tất nhiên là chúng ta khi mà vào chủ đề của IELTS Speaking thì chắc là chúng ta chỉ có thể dùng cái từ synonym để nói cho chủ đề dictionaries. Người ta có hỏi chủ đề từ điển đấy nhá. Nhưng không, cái từ mà mình muốn chỉ cho các bạn này không phải là synonym mà là tính từ của nó, một tính từ cực kỳ dễ dùng luôn.
Đó, tính từ này. Wow, nhìn xịn không? Uầy, nhìn như một từ chuyên ngành đúng không? Cảm giác rất là bác học. Từ đọc là synonymous, ok? Và chúng ta đổi trọng âm khi chúng ta nói tính từ nhá. Đầu tiên thì cái danh từ thì đọc là synonym, còn tính từ nó thì đọc là synonymous. Anh em nhớ nhấn với mình nhá. Nó, nhấn chữ nó, các âm còn lại các anh em cứ đọc dấu huyền thôi. Bạn nào mà xem livestream với Bắc Thực rồi các bạn đã biết cách phát âm mình đúng không? Chỉ có sắc với huyền trong một từ thôi. Đấy thì chúng ta không đọc kiểu đơn điệu đó là synonymous mà chúng ta đọc là synonymous. Ok. Một cách mà tây hơn là cái âm ở giữa các bạn có thể nói lướt qua không đọc là synonymous mà là synonymous. Đấy, nhớ như là chữ N ấy, được chưa? So synonymous. Ok. Cái từ synonymous nghĩa nó rất là hay. Synonymous with something có nghĩa là nổi tiếng về cái gì đó. Mọi người biết đến cái tên này là bởi vì cái gì đó. Thì chúng ta có thể thấy là cái nghĩa này nó khá là giống so với cả từ này mà chúng ta rất là dùng nhiều trong IELTS speaking để miêu tả về một thành phố, một người nổi tiếng nào đấy đúng không? Đó là famous for. Ok, thì thay vì nói là kiểu ví dụ các bạn đang miêu tả một cái thành phố nơi du lịch đúng không? Thay vì nói là thành phố này is famous for food, các bạn có thể nói là this city has become synonymous with the food culture, the sceneries. Cái từ rất là dễ, các bạn có thể comment vào nhá, comment vào bên dưới một cái câu ví dụ để chúng ta ứng dụng luôn. Ngày xưa là đấy là cách học của mình ấy, mình học một đống từ xong bắt đầu về nhà viết một cái status tiếng Anh đúng không? Tổng hợp hết tất cả các cái từ mình đã học, viết một cái gì có rất là deep deep rồi cuối cùng trái like cả. Nhưng mà chúng ta vẫn luyện được tiếng Anh, đúng không? So, đây là cái từ mình rất là thích, synonymous with something. Các bạn, hy vọng là các bạn có thể dùng được từ này trong lần tới khi các bạn đi thi. Cái này rất là dễ, mình nói luôn nhé. Các bạn có thể dùng nó với cả kiểu như là famous people hoặc là famous places, đúng không? Yes. Ok, so miễn là các bạn đang miêu tả một người có tên riêng nổi tiếng hoặc là một nơi có tên riêng, các bạn có thể dùng từ synonymous with. Ok, nếu mình miêu tả người nhá, giả sử mình miêu tả kiểu một ca sĩ thì mình có thể nói là kiểu I'm a big fan of kiểu Sơn Tùng MTP đúng không? And he is really synonymous with like really catchy music and he's synonymous with like amazing style. Đúng không? Là Sơn Tùng là được biết đến bởi vì là cái âm nhạc rất là hay và cái phong cách ăn mặc cực kỳ chất. Đúng không? So synonymous with là một cái từ mình rất là thích. Ok, and I hope you like it too. Ok, so đó là cái từ hôm nay nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái chủ đề chính. Đó là chúng ta học tủ như thế nào cho kỳ thi speaking. Nào, thì các bạn biết là phần thi speaking thì nó có 3 part đúng không? Part 1, part 2, part 3. Mỗi phần nó đều có một cái đặc thù riêng. Thế cho nên là chúng ta đều có thể tủ những cái thứ cái gì đây? I'm synonymous with my beauty. Úi dồi, một like cho Lê Ngọc Ánh với sự tự tin nhé. Ok, đây có một số bạn comment rất là hay nhá. Biên Hòa City is synonymous with Bưởi Tân Triều. Ui, nhưng mà câu này nó hơi nhiều tên riêng, chắc người nước ngoài ta không hiểu. Hanoi is synonymous with traffic congestion and pollution. Rất là hay. Ok, Mr. Tung is synonymous with IELTS coaching. Ui, biết rồi, Harry đừng comment nữa, tí mình đi cạo râu ngay. Anyway, so hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Và chúng ta sẽ bắt đầu với từng phần thi một, mình sẽ đi rất là ngắn gọn thôi và mình sẽ làm cho nó cô đọng hết mức có thể. Ok, ai mà muốn nhớ thì các bạn có thể share về tường nhà mình để cho nó dễ học. Ok, so part 1 thì chúng ta sẽ tủ những cái gì này. Thì bạn nào mà chưa thi IELTS hoặc là bạn nào đang muốn thi IELTS thì mình cứ nhắc lại nhá. Phần part 1 thì nó là well, it's about you, it's about yourself. Nó là những cái câu hỏi mà rất là chung chung về về các cái khía cạnh xung quanh bản thân mình, đúng không? Nó ở một cái mức độ nó dạng khá là cá nhân, nó khá là personal. Ok, so và có hai cái topic mà các bạn cần phải học thủ. Ôi, hôm nay còn tây luôn cả từ thủ, học thủ đúng không? Ok, so có hai cái topic mà các bạn cần phải học thủ. Thứ nhất đó là where you live và cái thứ hai đó là what you do. Ok, work và study. Đó, thì đây là hai cái topic mà các bạn có thể thủ. Được chưa? Một là nơi bạn sống này và cái thứ hai đó là bạn đi làm gì và bạn học cái gì. Ok, mình cam đoan với các bạn luôn, bạn nào mà thi speaking, đặc biệt là bạn nào mà thi nhiều lần rồi, các bạn có thể confirm luôn đó là khi mà chúng ta bắt đầu một cái bài thi IELTS speaking thì giám khảo thường sẽ bắt đầu với một trong hai topic. Thứ nhất, nếu mà 99% thì giám khảo sẽ hỏi là let's talk about what you do. Ok, và nó là những cái câu rất là quen thuộc thôi, kiểu như là em học gì, em làm gì, đúng không? Em thích gì về chỗ học, em thích gì về chỗ làm. Ok, còn nếu mà 1% còn lại giám khảo không hỏi cái topic đó là what you do, thì người ta sẽ hỏi là let's talk about where you live.
Okay, so hai cái topic này là hai topic mà rất là dễ để các bạn học tủ ở nhà. Mà học tủ hai cái topic này thì nó rất là có lợi nữa, bởi vì là khi các bạn nói tốt hai cái topic này thì các bạn gần như nói tốt tất cả các topic, bởi vì các bạn sẽ phải nói về những cái khía cạnh nó khá là personal. Mình sẽ biết miêu tả những cái gì mà tất cả mọi thứ xung quanh mình, đúng không? Mình thích cái gì và ghét cái gì thì tức là nó sẽ có một ứng dụng rất là tốt. Cho nên nếu mà bạn làm học part một ở nhà thì các bạn nên học tốt hai cái topic này đã, sau trước khi chúng ta move on là kiểu cố gắng là nhớ hết tất cả mọi topic, được chưa? So đó, giả sử như là khi mà các bạn học tủ về topic kiểu như là where you live, đúng không? Các bạn có thể có những cái cách diễn đạt kiểu như là em thích cái nơi nhà em bởi vì nó rẻ hay là nó đắt, thì chúng ta biết cách miêu tả đắt rẻ cũng là một cái vốn từ vựng nó rất là hữu dụng cho IELTS speaking. Right? Writing nữa cơ. Right? So nhá, các bạn chỉ cần thấy không? Đấy, chúng ta có ít thời gian để học cái gì nó phải đúng thôi. Nên là việc học tủ thực ra lại rất là thông minh. Nhiều người thì ném đá vì học tủ mà mình thấy cái cách học tủ nó mới gọi là thông minh. Đấy, nhưng mà quan trọng chúng ta biết chọn đúng tủ, đúng không? Làm thế nào mà các bạn biết, bạn biết chọn đúng tủ thì bạn phải lên livestream này. Này, mình là chuyên tủ. Yeah. Now, cái thứ hai nhá mà chúng ta có thể tủ được khi mà chúng ta học về part 1, đó là chúng ta nên tủ về tense. Ok. Now, mình biết là khi mà chúng ta nói đến part 2, part 3 thì chúng ta bắt đầu kiểu lúc đấy là run lắm rồi, đúng không? Chúng ta không biết thể hiện cái gì nữa. Thế cho nên là nếu các bạn có muốn chiến thuật, tức là các bạn muốn thể hiện về ngữ pháp ấy, thì các bạn nên gài nó vào trong phần part 1 là chúng ta có thể gài được. Giả sử nhá, tất nhiên khi mà ngữ pháp mà được đánh giá cao, tức là các bạn phải dùng đa dạng thì, đúng không? Mà làm sao mà khi nói chúng ta lại kiểu nghĩ là mình sẽ dùng cái này cho câu này, dùng cái kia cho câu kia được, đúng không? Nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể tủ ở trong phần live và work study bằng cách các bạn dùng hình hai thì này nhá. Một là thì past tense và hai là thì present perfect. Đó. Đây là hai thì các bạn cần dùng này. Past tense and present perfect. Được chưa? Và mình chỉ các bạn nhá, rất đơn giản như này này. Thay vì nói một câu như sau. Các bạn đừng nói, ví dụ như đừng nói những cái câu thông tin về mình theo thì hiện tại đơn, rất là đơn giản, ví dụ như này. I live. Các bạn nên đổi nó luôn thành hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn, đúng không? Đó là I've been living. Ok. I've been living. Ok. Thế cho nên là cứ động đến cái gì mà hoạt động mà nó dính đến thời gian thì các bạn phải có thói quen luôn, đó là nói hiện tại hoàn thành. Cách nói nhá, cái mình phải chuyện luyện cho cái mồm mình cái cơ chế là bật ra phát là hiện tại hoàn thành. Đó là các bạn nói luôn là không nói là I mà nói là I've. Ok, các bạn nói mình nhá. I've vẩu luôn, đúng không? I've. Ok. So đấy, để mình ép bản thân là mình phải nói cái thì hiện tại hoàn thành. Giả sử nhá, mình bây giờ mình không nói những cái thông tin mà về mình ấy, là mình không bao giờ mình nói là kiểu I mà mình bao giờ nói là I've. Ok, so I've been playing the guitar, I've been living, I've been working, I've been studying. Ok, những cái cách rất là dễ để các bạn có thể chèn vào, để giám khảo thấy là ok, em này là cũng ngon phết, đúng không? Đấy, vẩu luôn, đúng rồi, học cái nào mà phải vẩu luôn. Được chưa? Đấy, nhưng mà cái giá phải trả nó rất đắt, đúng không? Chúng ta sẽ bị vẩu, nhưng mà cái mà chúng ta có lại được thì rất là nhiều, đúng không? Đấy, điểm IELTS sẽ cao. Không biết là có đáng bị vẩu. Anyway, được chưa? Nhớ nhá, hai chủ đề cần tủ này. Live, where do you live? Và chủ đề thứ hai đó là what do you do? Đúng không? Are you working, you're studying? Được chưa? Và cái thứ hai mà chúng ta cần đó là cái thì, các đa làm đa dạng cái thì. Làm thế nào làm đa dạng là chúng ta cố gắng là I've. Rồi, train cho bản thân là cứ nói ra phát là hiện tại hoàn thành. Được chưa? Ví dụ như mình là mình thành phản xạ rồi. So nếu mà giám khảo hỏi mình là where do you live? Mình sẽ trả lời là well, you know, for the better part of the last 2 years I've been living in Hoàng Cầu. Ok, có một câu nãy khá là hay, đó là for the better part of, tức là phần lớn cái thời gian này. So mình nói là for the better part of the last 2 years, đúng không? So phần lớn 2 năm vừa rồi là em sống ở Hoàng Cầu. Được chưa? Hoặc là nếu mà giám khảo hỏi mình là mình đang làm gì thì mình sẽ nói là for the better part of the last 5 years I've been working as a teacher. Đấy, và mình dạy luôn câu này nha, câu này cực kỳ tây luôn, đó là for the better part of thời gian bao lâu. Đó. So for the better part of bao lâu. Đấy, các bạn thấy không, nếu mà chúng ta muốn đọc tây cái âm này rất là đơn giản thôi. Các bạn đọc cái giọng Anh Mỹ ấy, chúng ta đọc cái từ better này thành better. Thực ra chẳng có gì sai với cả giọng Anh cả, nhưng mà mình không thích thôi. Không phải bởi vì mình rất cố luyện giọng Anh nhưng mà mình không luyện được. Ở trung tâm thì IELTS Workshop thì rất có rất nhiều người nói giọng Anh rất là hay, mình thầm ghen tị. Ví dụ như là một thầy giáo nữa cũng tên là Tùng, rất ghen ghét với cả giọng Anh cực kỳ là flawless của thầy. Nhưng mà anyway, và nó thích giọng Anh nhá, for the better part. I'm sorry, mình không có authority để dạy các bạn nói British accent. Nhưng mà nếu mà giọng Anh Mỹ thì for the better part of bao nhiêu năm. Được chưa? So các bạn có thể đặt một câu comment để chúng ta nhớ luôn nhá.
Okay, so for the better part of the last bao nhiêu năm đấy thì I've been doing cái gì đó một cách rất là tốt để chúng ta luyện luôn được kiến thức hôm nay vừa học đúng không? Các bạn hãy comment vào là các bạn đã và đang làm gì trong mấy năm vừa rồi nhá. Và trong phần comment để cho chúng ta nhớ luôn. Okay, cool. Hey, Nguyễn Christopher, một thầy giáo khác của The IELTS Workshop. What's up, man? Holla at ya. Okay. So, đó là cái mà các bạn cần tủ ở trong phần thi speaking part 1, topic live và topic work study. Thật sự đấy, khi mà chúng ta tủ các cái này, đặc biệt là topic mà bạn làm gì và bạn đang học cái gì ấy, thì nó có những cái mà nó dính vào cái chuyên ngành của bạn ấy, thì đấy là cái lúc mà để bạn thể hiện cái vocab nó khá là chất, nói nó có những cái nét riêng so với cả những người khác, đúng không? Ví dụ như nếu mình học một cái ngành rất là hay, đó là kiểu international business, đúng không? Hoặc là ngành business administration, mình hãy nói thật là kỹ về những cái mình thích và mình không thích của cái ngành đó, hoặc là mình học cụ thể là cái gì trong ngành đó, đúng không? So it will be very cool. Ok, đấy là part 1 nhá. Còn đây, bây giờ là sẽ tủ về part 2 này. Vậy part 1 chúng ta nhớ là phải tủ where do you live, what do you do. Ok, so part 2, mình muốn dạy các bạn một cái này, không phải dạy mà cái này thực ra mình chia sẻ rồi, mình chia sẻ lại thôi. Đó là một cái cấu trúc mà mình gọi là mid-term structure. Ok, so mid-term structure, tại sao mình gọi nó như thế? Bởi vì là cái lúc mà mình nghĩ ra cấu trúc này ấy, thì mình dùng chị mid-term để mình tả, cho nên mình muốn honor cái cấu trúc này, honor chị ấy, cho nên mình đặt tên nó là mid-term structure. So basically, đây là một cấu trúc mà các bạn có thể gắn vào trong hầu như 80% các câu hỏi về part 2. Cấu trúc nó như sau, miễn là nó dính đến một cái tên riêng gì đó mà nổi tiếng, again, a person or a place, các bạn có thể dùng cấu trúc này, được chưa? Mình sẽ ghi lại cấu trúc này ra nhá. Ok, nó sẽ giúp cho các bạn xử lý được khoảng độ phần thi part 2 thì nó là 2 phút đúng không? Thì cái cấu trúc này sẽ giúp cho bạn nói khoảng độ 30-45 giây, tùy vào bạn nói nhiều hay ít, hay là nói chậm hay nói nhanh. Ok, so đây có một số bạn comment câu rất là hay này. For the better part of the last 3 months I've been following TIW page. Đấy, thấy không? Đặt một câu phát nhớ luôn, được chưa? Đó. Now, cái cấu trúc của mình nó là như thế này. Khi chúng ta miêu tả một cái tên riêng, giả sử một người nổi tiếng, một công ty, một thành phố, một địa danh, đúng không? Chúng ta hãy nói theo cái cấu trúc này thay vì chỉ nói cái tên đấy ra, đúng không? Ví dụ như rất nhiều người thì khi mà nói về kiểu như là một thành phố đi du lịch ấy, các bạn cứ hay liệt kê ấy, kiểu như là last summer I went to England, xong bắt đầu nói là luôn là làm gì, thì các bạn thấy không, cái nội dung nó không có chiều sâu mà các bạn không thể hiện được cái gì cả, đúng không? Cho thay vào đó các bạn khi nói về England, khi nói về Quang Hải, khi nói về Mỹ Tâm, các bạn hãy nói về cấu trúc này. Đây là một ai đó hoặc một nơi nào famous, người ta famous for cái gì, và chúng ta quay lại cái topic đó. Được chưa? Quay lại cái topic mà mình vừa mới nói, tức là cái câu cuối là dùng để lái về cái topic mà mình được cho. Ok, giả sử nhá, hôm qua mình gặp một cái câu part 2 về như này. Mình đi thi thì mình gặp một cái câu part 2, nó là a gift. Ok, now, a gift ở đây ấy, thì nó là một món quà. Nhưng mà tất nhiên nếu chúng ta chỉ miêu tả cái món quà đấy thôi thì có rất là ít thứ để nói. Giả sử như là kiểu em được tặng một cái áo thì em có cái gì nói áo, thì áo thì một cái thân với hai cái tay với cái cổ, nó mỗi thế thôi, đúng không? Cũng chả nói được gì cả. Nên mình không có vốn từ chuyên sâu thì mình không nói được. Thay vào đó các bạn hãy nói về ví dụ như chúng ta gắn cái tên thương hiệu của cái áo đấy vào để bắt đầu nói, đúng không? Giả sử như này nhá. Today I'm going to tell you about when I received a shirt, a really nice shirt for my birthday. And the shirt is by, có thương hiệu áo gì nổi tiếng nhỉ? Boo. Okay, so coi như là áo phông Boo nhá. It's a Boo t-shirt, and in case you don't know, để trong trường hợp anh chưa biết đúng không? Thì it is a really prominent t-shirt brand in Vietnam, and they've just become, các bạn lúc nãy còn nhớ cấu trúc mình dạy famous for là gì không? Synonym gì? Synonymous for, right? Đúng không? So Boo t-shirt has really become synonymous for a lot of cool designs. So quay trở lại cái topic về món quà nhá. So when I got this gift, I was super happy about it. Đúng không? Thì chúng ta nói, thấy không? Chỉ cần nói về cái áo, đấy là cái phần introduction thôi mà nó cũng đã rất là đầy, kiểu đầy đặn rồi, đúng không? Chúng ta thử một câu khác nhá, giả sử như là như này. Giả sử như chúng ta miêu tả về một chuyến đi.
Okay, có rất nhiều câu nó bảo là miêu tả một chuyến đi. Dạo này nó còn hay có mấy đề là kiểu miêu tả một lần đi đi chơi bằng xe hơi, miêu tả một lần đi chơi bằng xe đạp, miêu tả một lần đi chơi bằng cân đổ vân, đúng không? Đấy, thì có rất nhiều đề nó là a trip. Thì các bạn có thể nói như thế này. Thay vì chỉ nói tên thành phố, chúng ta nói theo cấu trúc này nhá. So today I'm gonna tell you about a trip to Ha Long Bay. And Ha Long Bay is just a really internationally well-known tourist destination. And Ha Long Bay is synonymous with, hoặc là hiện tại hoàn thành luôn nhá. Ha Long Bay has really become synonymous with, beautiful sceneries and just unbelievably good seafood. So needless to say, quay trở lại cái topic chuyến đi đúng không? Those are the reasons why I wanted to go to Ha Long Bay. Đúng không? Và đó là lý do mà em tại sao em muốn đi đi Hạ Long Bay, được chưa? So, bây giờ mình thử một câu khác nhá, giả sử một câu chả liên quan gì nhá. Giả sử như là câu này, describe a book đi. Miêu tả một quyển sách. Thế các bạn có đoán được là nếu chúng ta nói về quyển sách thì chúng ta đánh về cái gì để cho nó có tên riêng không? Tất nhiên quyển sách là có tên rồi, nhưng chúng ta có thể đánh về một người nổi tiếng là tác giả, đúng không? Giả sử mình miêu tả là kiểu truyện Kiều đây, đúng không? Đấy, so today I'm going to tell you about my favorite book and it is the Chronicles of Kiều, Kiều's Tale. And Kiều, Kiều's Tale was written by Mr. Nguyễn Du, and Nguyễn Du was a very internationally acclaimed author, and he was really synonymous with like a really unique writing style. And among all of his novels, chúng ta quay lại topic là Kiều nhá, chuyện Kiều was probably the most famous, đúng không? Trong số tất cả những cái sách mà ông đã viết ra thì chuyện Kiều là chuyện nổi tiếng nhất. Ok, so các bạn thấy không, miễn là nó dính đến tên riêng thì cái cấu trúc này nó có thể dùng được. Mà chúng ta cứ nhìn trong xung quanh cuộc sống mình xem, cái gì nó cũng dính đến một cái thương hiệu, cái gì nó cũng dính đến một cái người nổi tiếng nào đó, đúng không? Văn hóa. Ok, so ôi, vợ mình vừa đưa ra một cái đe dọa cực kỳ là kinh khủng. Đang rồi vào vặt râu. Tí đã ra về. Tí đã ra cạo râu ngay. Yeah, so các bạn thấy không, part 2 chúng ta có thể tủ cái đấy nhá. Nó rất là hữu dụng, nó cứu mình không biết bao nhiêu câu rồi. Đấy, thậm chí là mình như này. Thậm chí là có một cái topic mình gặp lần trước mà mình cũng dùng cấu trúc này, đó là describe a website, một trang web, đúng rồi. Thế nếu chúng ta không biết nói gì về trang web, chúng ta nói theo cấu trúc này, đúng không? Trang web rất là nổi, nó nổi về cái thông tin này, và bởi vì nó nổi về thông tin đó, đây là một trang web mà tôi rất là hay dùng và rất nhiều người khác hay dùng, được chưa? So yeah, very nice, right? Bây giờ mình sẽ move on sang part 3 nhá. Part 3, ok? So, khi mình đi tủ về part 3, thực ra chúng ta không tủ được về topic, bởi vì topic của part 3 thì nó phụ thuộc vào topic của part 2. Được chưa? So, mình tủ một cái technique, đó là mình compare. Ok? Bao giờ mình cũng khi mà nói về part 3 thì mình cũng sẽ nói theo kiểu đó là thảo luận hai mặt vấn đề, chứ mình không có đưa ra một cái câu trả lời cụ thể nào cả. Đấy, mình bao giờ mình cũng thảo luận hai mặt vấn đề. Được chưa? Giả sử khi mà giám khảo hỏi về benefits thì ngay lập tức mình cũng sẽ nói luôn cái drawbacks cho câu nó dài. Đấy không? Ngay lập tức thì mình sẽ nói luôn cái drawbacks. Ok? Giả sử như hỏi về benefits là một cái câu hỏi rất là phổ biến ở part 3. Giả sử nếu mà câu part 2 của mình là về kiểu như là một chuyến đi, đúng không? Thì giám khảo có thể nói là what do you think are the benefits of traveling? Ok, thì mình bao giờ mình cũng sẽ nói benefits xong, mình cảm thấy ngắn thì mình lại nói thêm về drawbacks, đúng không? So ví dụ nhá, kiểu what are the benefits of traveling? Thì mình sẽ nói này, well, you know, I think traveling is just a wonderful activity. I think it does wonders for both our physical health and our mind. So when we travel, we can broaden our horizons, đúng không? Chúng ta có thể mở mang đầu óc about foreign cultures, maybe we'll learn about like their heritage or even their languages, đúng không? Cái di sản cũng như cái ngôn ngữ của nó. Having said that, đấy là một câu mà mình chuyển sang rất là hay nhá. Đấy, đó là mặc dù như thế, câu này thì người bản địa người ta dùng rất là nhiều luôn, đó là câu having said that. Ok, having said that. So, đành là như thế. So, having said that, you know, traveling it's kind of expensive. Sometimes it can be very dangerous. So, you know, I don't really go traveling all that often. Okay, so em không được đi nhiều như là em mong muốn. Được chưa? So, thậm chí là như thế này. Khi mà câu hỏi nó hỏi về bạn, thì bạn lập tức bạn có thể nói về người khác, so sánh với người khác. Đúng không? Em thì một kiểu, mà người khác thì một kiểu. Đây cũng là một cái technique rất là hay. Đây, giả sử như này nhá. Yeah, you are other people. So,
Có một câu hỏi nó rất là khó ở trong cái chủ đề, có một cái chủ đề đó là shopping và customer service. Thì người ta hỏi một câu đó là what do Vietnamese people do when they don't get the service that they want? Ok, đó là người Việt Nam thường làm gì khi mà họ không nhận được cái dịch vụ mà họ mong muốn. Đó, thì sau khi mình nói về other people xong mình đổi sang mình nói về mình luôn, tức là người khác thì xử lý như này nhưng mà em thì xử lý như này, hoặc là em và rất nhiều người xử lý như này nhưng người khác lại xử lý như thế khác. Giả sử mình trả lời câu đấy nhá. Người Việt Nam làm gì khi họ phật ý ở trong một cửa hàng? So I think the kind of like the reaction to bad service varies from person to person, đúng không? Nó tùy thuộc từ từ người với từ người này qua người khác thì nó lại càng khác, đúng không? So on the one hand, đấy, nói hai mặt mà đúng không? So on the one hand, like a lot of people would chew the waiters out if they go to a restaurant and they don't get the service that they want. Một số người thì chửi waiters đúng không? They make a scene and it just gets very ugly đúng không? Và nó rất là kiểu như là họ họ làm to chuyện, được chưa? But on the other hand, there are people like me who are more discreet about the way that we handle bad service, and maybe we will offer some constructive criticism to the manager, but after we're done with the meal or something like that. So I think it's just a more subtle way to be constructive about your feedback. Ok, so thì chúng ta thấy không, khi mà chúng ta nói kiểu on the one hand, on the other hand, đúng không? Người khác như này, having said that, em lại thấy khác, đúng không? Thì câu trả lời mình bao giờ nó cũng rất là đầy đặn. Và câu trả lời part 3 theo ý kiến của mình thì bao giờ nó cũng nên dài, nó nên có độ dài để đến lúc đấy là đến lúc mà mình thể hiện rồi, đúng không? Part 1 là kiểu để bình tĩnh thôi, đã có tủ là bình tĩnh rồi, đúng không? Live với cả work study mình chuẩn bị xong hết rồi. Thế thì đến part 3 là cái lúc mà mình phải thể hiện cái khả năng nói mình tốt. Thì làm thế nào chúng ta luyện nói tốt? Chúng ta phải nói cả hai mặt vấn đề, đúng không? Và khi các bạn luyện nói theo kiểu này thì lúc sau mà chúng ta sang nước ngoài chúng ta học thì nó sẽ rất là giúp ích trong cái quá trình học, bởi vì chúng ta sẽ phải đấu khẩu rất là nhiều với các bạn đúng không, trong lớp. Cho nên là các bạn nên luyện lắm mồm một chút khi mà chúng ta nói IELTS speaking. Ok, so that's it, đó là cái nội dung mà hôm nay mình muốn chia sẻ về tủ của ba part, và mình sẽ hệ thống lại nhá. Đầu tiên là tủ của part 1, chúng ta sẽ có hai topic mà chúng ta cần tủ. Thứ nhất là topic live và thứ hai là topic work and study. Ok, các bạn cứ về nhà học tủ với mình cái này nhá. Search trên mạng các cái câu hỏi phổ biến hay ra của where do you live và what do you do. Ok, so part 2, chúng ta hãy học tủ cái mỹ tâm structure. Nếu bạn nào thích thì tí nữa mình sẽ link cái link mà mình có chia sẻ mỹ tâm structure một cách nó đầy đủ hơn ở trong cái link của thầy Tùng IELTS, group thầy Tùng IELTS. Bạn nào mà chưa vào group thầy Tùng IELTS thì các bạn cứ follow nhá. Đấy là một group mà mình chia sẻ khá là nhiều trên group đó. Ok, và đến cái phần part 3, cái này thì nó cũng không phải là một cái ăn sẵn lắm, như mình bảo rồi, có những cái ăn sẵn được luôn, còn cái không. Nhưng mà các bạn nên luyện ở nhà cái lối nói đó là compare. Nó sẽ cứu cánh cho các bạn rất nhiều cho các cái câu mà kiểu các bạn cảm thấy là rất là cạn ý để nói. So hôm nay tất cả các cái tủ của chúng ta cần nhớ nó là ở trong cái trang này. Được chưa? So yeah. Và rất nhiều bạn thì chỉ trích cái cách học tủ, và mình biết học tủ thì nó sẽ hơi có hại một chút nếu mà chúng ta học một cách rất là máy móc đúng không? Nhưng nếu chúng ta học tủ ở nhà theo technique, tức là chúng ta vào topic này chúng ta sẽ lái theo nó cho nó liên quan đến topic đó, chứ không phải là chúng ta chỉ có tua tất cả những cái gì mà mình đã học ra một cách nó vô thức đúng không? Thì tất nhiên là cái đấy nó không có lợi rồi. Ok, so các bạn nên học tủ một cách nó khoa học nha. Ok, thực ra học tủ thì không có gì đâu, bởi vì là nên như các bạn biết thì là trong trong âm nhạc ấy, thực ra là có hàng ngàn hàng vạn cái bài hát nó sáng tác ra trên thị trường, nhưng có phải bài nào là nó cũng original từ đầu đến cuối đâu, có phải người ta nghĩ mới từ đầu đến cuối đâu. Người ta cũng có những cái tủ để trong sáng tác đúng không, do đó người ta áp với bài này, người ta áp với bài khác thì một cách khác nhau thì nó cũng rất là khác. Giả sử nhạc ở Việt Nam là hay có cái câu này, mình thấy trong nhạc Việt Nam là có cái câu gì nhỉ, nghe quen không? Ủa, mấy câu nghe quen. Các bạn nghe đến khoảng độ 10 bài hát Việt Nam mà nó đều có cái câu lên hết. Đấy, xong bắt đầu người ta xử lý thế nào sau đó rồi là chuyện của người ta đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy không, cái cách dùng tủ nó rất là quan trọng. Tất cả vốn của chúng ta thì ai cũng như nhau, nhưng mà cách mà chúng ta ứng dụng nó vào cái câu khác nhau thì nó sẽ tạo ra cái điểm nhấn riêng đúng không? Cái mà mình cho các bạn đó là cái cấu trúc để chúng ta nói một cách cho nó đầy đủ. Ok, còn nội dung các bạn hoàn toàn có thể tự nghĩ ra, được chưa? So
That's it for today's live stream. Mình chia sẻ một chút về cái thi trên máy tính nhá. Hôm trước mình đi trên máy thi trên máy tính thì mình có ngồi đấy với cả một 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 thí sinh cũng như là một nhân viên của hội đồng Anh, mình có thể confirm với các bạn luôn. Úi trời chết, con mình về rồi. thì thi trên máy tính nghe rõ hơn rất là nhiều. Cũng make sense thôi, bởi vì là khi mà chúng ta thi giấy ấy, thì cái tai nghe ấy, nó là sóng đúng không? Nó là không dây, nó lại thụ thuộc về sóng, cho nên là nếu mà chúng ta kiểu như là đi thi lại nghệ lại vuốt tóc cái này phát thôi là nó ảnh hưởng đến cái sóng mà nó tiếp thu ở cái trên tai nghe mình. Đấy thì là có thể nó sẽ hơi rè rè một chút. Tất nhiên là nó không ảnh hưởng nhiều quá. Không, mình thi cả giấy cả cả máy tính rồi. Nhưng mà nói đúng thật ra đó là cái máy tính headphone nó cắm thẳng vào máy luôn, nên là nghe cực kỳ rõ luôn, HD luôn. Đấy. Còn phần về phần thi reading thì mình phải nói thật đó là mình càng ngày càng quen với cả cái cách làm reading ở trên máy tính. Nó nhìn hai bên nó rất là dễ, rồi mình được highlight nhìn nó rõ ràng rất là nhiều so với việc là gạch bút chì nhìn bẩn lắm. Chữ bạn nào mà xấu nữa thì úi giời thảm hại. Chữ xấu là còn không nên đi thi writing trên giấy mà nên đi thi writing trên máy tính. Nhưng mà cái lý do chính mình thi máy tính nó là bởi vì là cái thời gian nó trả kết quả rất là nhanh, mất một tuần thôi đúng không? Các bạn không bị tra tấn tâm lý, thay vì là thi giấy là mình 2 tuần đúng không? Thấp thỏm không biết sống chết thế nào, thì 1 tuần sau phát là biết ngay là mình có đóng tiền thi lại hay không. Đấy, nó rất là nhanh. Thì các bạn thi giấy bây giờ thì hiện giờ thì bên 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 hội đồng Anh thì đang có khuyến mãi đấy. Trong tháng 4 thì hình như là được tặng voucher quà tặng 300k. Và có cái khóa là Road to IELTS các bạn có thể được tặng kèm khi mà các bạn đăng ký thi IELTS ở bên hội đồng Anh. Thì cái khóa Road to IELTS thì hồi trước là mình không có dùng đâu. Mà mình cũng không dùng nhiều lắm về Road to IELTS, nhưng mà mình có thấy một số người dùng thử và mình thấy là cái cách mà người ta chia bài tập ra nó rất là có tác dụng. Đấy. Cái đấy thì mình không biết là mua bên ngoài hay là không đăng ký thi ở hội đồng Anh có mua bên ngoài hay không, nhưng mà các bạn có thể tham khảo hội đồng Anh về cái đấy. Mình thấy cái đấy nó chia thành sub skill rất là hay, ví dụ kiểu writing ấy, nó không phải là cứ bắt các bạn học bài mẫu đâu mà nó cứ chia ra kiểu từng bài tập một để luyện từng cái skill một. Đó, thế cho nên là nó khá là hay đấy nha. Đấy. So, đó là hai livestream hôm nay thôi các bạn. Chúng ta bây giờ dạo này chúng ta sẽ keep cái livestream nó short and simple like this. Các bạn nhớ ba cái bài học, ba cái tủ hôm nay ở trong part 1, part 2 và part 3 nhá. Chúng ta hãy luyện những cái mà rất là dễ chuẩn bị ở nhà này, và chúng ta hãy luyện theo kiểu của mình. Đó, ôi, nghe như quảng cáo Viettel nhỉ? Hãy nói theo kiểu của bạn. Ở đây đấy, đúng rồi, đây là câu của Viettel. Ok, so rất cảm ơn anh em đã lên live stream ngày hôm nay. I really appreciate you taking the time to watch me. Ok, mình đi cạo râu đây, bye bye anh em nhé. Woo, một ngày tối vui vẻ nha.